Chị em tạ ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong giây phút đầu của năm 2014. Brothers and sisters, we praise God that we are living in the beginning days of 2014. Ta biết ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời cho chúng ta những cơ hội để làm lại cuộc đời. We are grateful that He is a God that gives us opportunity to have a new life. Ngài mở cho chúng ta những cánh cửa để chúng ta có thể bước qua, những cánh cửa cơ hội để chúng ta có thể bước qua và làm nên sự khác biệt cũng như làm nguồn phước cho những người xung quanh. He opened these doors of opportunity where we can step forth to create a distinction, to bless our life and to bless other people. Thường ở trong những ngày đầu năm thì chúng ta có những cái quyết tâm, chúng ta muốn có những sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. And oftentimes in the New Year's we have these resolution that we want to see changes in our life. Mà nếu không có sức và ơn của Chúa thì những cái quyết tâm của chúng ta thì chúng ta thấy rằng không bao lâu thì chúng ta thấy mình không thể thực hiện được điều mà mình mong muốn. But without the strength and anointing of God, then we will see these resolutions, we will not be able to fulfill them. Bắt đầu buổi sáng hôm nay và các tuần, các Chủ nhật ở trong tháng Giêng, tôi mời các anh chị em chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau về quyết tâm làm một con người mới. And starting from this Sunday and the coming Sundays within January, I'd like for us to meditate on the theme which is a resolution or a new you. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa có một sự sống Ngài định ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta làm một cái quyết tâm trở nên người mới để sống cái sự sống mà chúng ta đáng lý phải sống. And so we praise God that He has a life that He wants to give us. And so we make a resolution to have a new us, a life that we were meant to live. Và chúng ta sẽ cùng học với nhau trong một phần Kinh Thánh. Trong đó câu gốc của chúng ta là thư Corinto thứ nhì chương 5 câu số 17. And we will study together and within the Bible our main passage or verse will be in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Lời Chúa chép vậy: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. The word of God writes, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold all things have become new. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa tại đây cho chúng ta thấy rằng ai ở trong Đấng Christ là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn mới. We praise God that in His Word He has a promise for us that if anyone is in Christ, He is a new creation. All things have passed and behold, all things are made new. Anh chị em, đó là chương trình của Chúa mà Ngài định cho đời sống của chúng ta là những người tin Ngài. My brothers and sisters, this is God's plans or agenda that is reserved for us who believes in Him. Khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta được trở nên một người mới. When we are in Christ, we are a new creation. Những cái cũ kỹ, những cái sự sống cũ của chúng ta qua đi, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn mới mà Chúa ban cho chúng ta. And all things in our life are passed away to have space for the new things in our new life. Kinh Thánh nói rất nhiều về một biến chuyển lớn lao rõ rệt xảy ra cho người theo Chúa. The Bible records very clearly the transformation of those that are Christians. Và Chúa Ngài biến hóa những người theo Ngài nên một người mới, một người khác hoàn toàn. And God transformed those who follow Him into a new creation, a new person, totally. Và chúng tôi xin mời chị em chúng ta cùng xem 10 câu Kinh Thánh nói đến cái sự biến đổi lớn lao này ở trong ơn của Chúa. And so, brothers and sisters, we will meditate together on these 10 verses which record for us how we are a new creation in God. Ezekiel 36, câu 26 chép. In Ezekiel chapter 36, verse 26, the Word of God writes, Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi một lòng bằng thịt. I will give you a new heart and put in you a new spirit. I remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Đây là lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta một thái độ mới, một động cơ mới để sống và một ý chí mới để chúng ta có thể sống sự sống mới mà Chúa Ngài ban cho. Here we see in the Word of God that He gives us a new attitude, a new motivation, a new will to live. Anh chị em, các mối đạo khác thì người ta dạy con người tự tìm cách để mình sửa cuộc đời của mình. Nhưng mà tại đây thì Chúa cho chúng ta thấy rằng tất cả những nỗ lực của con người thì sẽ thất bại. Chỉ có một cái cách duy nhất là phải có một cái phép lạ là Chúa Ngài làm cho lòng của chúng ta được mới lại. Thì chúng ta mới có thể sống sự sống mới được. Brother and sister, other religion will try to teach us to correct ourselves, but there is a distinction in the gospels that God gives us a new heart, a new strength to transform us. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta là do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.
hay là do sự đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có những hành động thể hiện ra bên ngoài. The word of God also teaches us that out of the overflow of our hearts the mouth speaks, and out of the overflow these are the actions that we do. Và Chúa ngài chẳng những ban chúng ta một tấm lòng mới mà ngài cũng đặt một thần linh mới ở trong chúng ta là thánh linh của Chúa để khiến cho chúng ta có thể trở nên một người mới hoàn toàn. Not only does he give us a new heart, he gives us his new spirit, which is the Holy Spirit to transform us. Và Giăng chương 3 câu số 3 cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. And in John chapter 3 verse 3, Jesus also declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ở đây chúng ta thấy Chúa ngài cho chúng ta biết có một biến chuyển lớn lao rõ rệt như là chúng ta được sanh lại làm một con người mới. Here God allows us to see or makes the distinction that there is a drastic transformation that we are born again. Và Roma chương 12 câu số 2 chép: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. In Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta, tâm trí của chúng ta, để lối suy nghĩ của chúng ta, tâm trí của chúng ta có thể suy nghĩ những điều đúng đắn. Here we see the word of God teaches us that we can transform the way that we think or that we reason so that we can think and reason of good things. Và Tích chương 3 câu số 5 ghi cho chúng ta không phải cứ vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. And in Titus chapter 3 verse 5, he saved us not because of righteous things we have done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renew by the Holy Spirit. Đây là lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có một sự rửa sạch tội lỗi của chúng ta qua huyết báo của Đức Chúa Giêsu để rồi Ngài có thể đổi mới của chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Here the word of God teaches us that there is a washing through the blood of Jesus Christ so that we can be renewed by his Holy Spirit. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa cho chúng ta thấy có những sự biến đổi mà chúng ta có thể được Chúa Ngài thực hiện trên đời sống của chúng ta khi chúng ta cộng tác với Ngài. And so we praise God that his word promises that there are transformation and changes that we will go through when we allow him to transform us. Và Gia-cơ chương 1 câu số 18 chép: ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. And in James chapter 1 verse 18, he chose to give us birth through the word of truth that we may be the kind of his first fruit of all he created. Khi lời của Chúa, chân lý của Chúa đến đời sống của chúng ta thì sẽ sanh chúng ta lại một cách tươi mới, là một con người mới trong Chúa. And when his word and his truth is given to us, we will be transformed to become his first fruits. Trước khi gặp Chúa, tin nhận Ngài, chúng ta tin vào những điều sai lầm, những điều sai trật, mặc dù chúng ta rất là thành tâm nhưng mà chúng ta không thấy có kết quả trong đời sống của mình cho đến khi chân lý của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Before we came to know the Lord, we believed in things that were illogical or they were incorrect, and while we were faithful, those things led us astray. Vì Đức Chúa Giêsu là chân lý và ân điển của Đức Chúa Trời, cho nên khi Ngài đến đời sống của chúng ta, Ngài đem chân lý, Ngài đem lẽ thật của Ngài vào trong cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy được sự khác biệt giữa những gì chúng ta tin trước đây và những gì thật là chân lý của Chúa để chúng ta có thể ứng dụng và làm theo. And because Jesus Christ is the truth and the grace of God the Father, when he comes into our life, he gives us the truth and the grace and the empowerment of God. Và thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu số 23 chép: anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. And in 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again not of a perishable seed but of an imperishable through the living and enduring word of God. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta được Chúa ngài sanh lại thì bởi lời hằng sống của Chúa ban cho chúng ta một sự sống mới ở trong ơn của Chúa. And here the word of God teaches us that when we are born again, his living source, his force gives us a new life. Và sự bắt đầu mới này nó chúng ta thấy không hư nát được, được sản sinh ra trong chúng ta những điều mà không còn hư nát được. And this new life it cannot be perished. Và thời gian thứ nhất chương 2 câu 29 chép: vì bằng các con biết Ngài là công bình
Thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. And in 1 John chapter 2 verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. Làm theo sự công bình tại đây là chúng ta ngưng làm những điều lầm lỗi trong đời sống của mình. And living in righteousness means here that we stop making mistakes. Và chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa Ngài sanh chúng ta lại để chúng ta có thể sống và làm những công việc công bình. And we praise God that he enables us to be a new creation, that we can live in his righteousness. Trước đây thì chúng ta thấy rằng cái việc sống trong tội lỗi và phạm tội là cái việc dường như là tự nhiên trong đời sống của con người chúng ta. Before living in sin, we consider it as normal, as something that's natural that we would always do. Chúng ta phạm tội trong lối suy nghĩ của mình đối với những người xung quanh cũng như trong đời sống tư tưởng của mình. We sin against other people and even in our thought life against other people. Nghĩ xấu về người khác và có những cái ác tưởng đối với những người xung quanh. We think bad things about them or we have evil thought towards them. Chúng ta vấp phạm và tội lỗi khi chúng ta mở miệng ra và chúng ta nói những điều ác nghiệp và gây đau khổ cho những người xung quanh. And we sin when we open our mouths and say evil things and cause pain and hurt for other people. Và có những hành động tội lỗi mà chúng ta phạm khiến cho đời sống của chúng ta bị tan nát. And there are acts or things that we do where we sin and causes our life to be broken. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài tạo dựng nên chúng ta mới. And so we praise God he creates us a new creation. Và chúng ta không còn làm việc theo xác thịt nữa mà chúng ta có thể làm theo sự công bình ở trong ơn của Chúa. And no longer do we do things by the flesh but by his very grace and anointing. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. We praise God for this provision, this gift from God. Thời gian thứ nhất chương 2 câu 29 cũng ghi lại chúng ta ví bằng các con biết Ngài là công bình thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. In 1 John chapter 2 verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. Chúng ta biết rằng mình được Đức Chúa Trời sanh mình lại. Chúa Ngài biến hóa chúng ta, biến hình chúng ta để chúng ta trở nên một người mới. We know that we are born of him when we do the right thing and he has transformed us. Và Galatia chương 6 câu 15 chép, vì điều yếu cần chẳng phải sự cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì bèn trở nên người mới. And in Galatians chapter 6 verse 15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Đây là lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đây là một sự biến đổi chứ không phải là hình thức của tôn giáo hay là những nghi thức của niềm tin của chúng ta. And here we see the word confirms that is a new creation, something that is miraculous, not an act of religion. Vậy chúng ta phải giữ lễ hay chúng ta giữ những cái điều luật, những cái nghi thức của tôn giáo, nhưng mà là một sự đổi mới của Chúa từ bên trong chúng ta. And does it mean that we keep an act of religion or something that we do in activity, but no, it is a new creation. Và Giăng chương 3 câu 8 chép rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. And in John chapter 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có một sự sanh lại của Chúa trong đời sống của chúng ta và khiến chúng ta bây giờ thì không còn một cách tầm thường, bình thường nữa. Nhưng mà sự sống của chúng ta bắt đầu một sự sống siêu nhiên trong ơn của Chúa. We praise God that it is a great transformation in him. We are no longer normal or do natural things. We are supernatural in his spirit. Chúng ta không còn chỉ là một cái người thuộc thể xác thịt mà thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ có được một sự sống mới, con người thuộc linh. We are not just made of the flesh any longer, but now we have a spirit. We are of a spirit. Và Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 3, lời của Chúa chép cho chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự cậy sống, trong cậy sống. And in 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, in his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy tại đây, đây là một cái tác động mạnh mẽ, đáng lý phải xảy ra, mang đến hy vọng cho đời sống của chúng ta. And so we see here in his word that it confirms that it's something drastic or dynamic that happens to bring into us something new that's supposed to happen. Mọi điều đáng lý xảy ra, tác động một cách mạnh mẽ và năng động sẽ như chúng ta được sanh lại, cần phải thể hiện trong đời sống của chúng ta. And these drastic things that are supposed to happen is supposed to occur in us when we are born again. Các câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một tấm lòng mới, một thái độ mới, một động cơ mới, một lý tưởng mới để chúng ta sống. And so these verses let us know that we have a new heart, a new spirit, a new mind, a new motive to live.
Và như thế chúng ta sống ở trong một nước, một vương quốc mới hoàn toàn. And as well, we live in a totally different new kingdom. Tâm trí của chúng ta được thay đổi. Our mind it is transformed. Cái nhìn của chúng ta, nhãn quan của chúng ta hoàn toàn khác trước đây. Our perception is also different than it was before. Chúng ta không còn muốn làm những việc sai lầm nữa, mà chúng ta bây giờ thì muốn sống một đời sống tinh kính. We no longer want to do things that are wrong, but we want to live a righteous life. Như là một con tim chai cứng bây giờ đã được cắt đi cái phần chai cứng đó, và con tim của chúng ta lại mềm mại và nhạy bén trở lại. Just as a heart of stone where the stony places are cut away and our hearts we have a fresh new warm heart. Thần linh thì chúng ta muốn làm những công việc thuộc linh, chúng ta muốn sống một đời sống ở trong ơn của Chúa. And suddenly we want to do things according to the Spirit, we want to live in His grace. Và cái tác động mạnh mẽ và năng động này đáng lý nó phải xảy ra cho tất cả mọi chúng ta. And this great transformation is supposed to happen for all of us. Nhưng mà tại sao việc này xảy ra cho một số người, còn một số khác thì lại không có thể hiện trong đời sống của họ? And so why is it that these transformations occur for some individuals but not for other individuals? Cái lý do là bởi vì một số người bắt đầu thay đổi nhưng họ đã gián đoạn và ngưng cái việc thay đổi này. And the reason is that some people have started to transform, but they have limited their transformation. Ở đây là điều mà chúng tôi chia sẻ trong buổi sáng hôm nay để khuyến khích anh chị em làm thế nào để chúng ta có thể trở lại và để cho cái tiến trình biến hóa của Chúa được trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. And so this is what we want to share with you this morning, to return to that place of transformation so that you can be completely and totally transformed. Trong Kinh Thánh, cái danh từ của cái sự biến đổi ở tại đây mang lại cái sự đẹp đẽ thành công, cho phép chúng ta lột bỏ cái cũ đó, nó là một cái sự biến hình hay là biến hóa ở trong đời sống của chúng ta. And the word transformation in the context of the Bible lets us know that we are a new creation. There is a great exchange in the supernatural. Chúng ta biến từ một con sâu bướm và trở nên một con bươm bướm để có thể lượn bay một cái sự sống khác biệt. Just as the transformation of a caterpillar into a butterfly where it can now soar and fly. Cái sự biến cải của con bướm thay đổi trở nên con bươm bướm. Chúng ta thấy những bài học ở trong thiên nhiên này giúp chúng ta rút tỉa được nhiều điều trong sự biến đổi thuộc linh. And even the transformation of the caterpillar into the butterfly, the transformation that we see in the natural, it gives us wisdom on which we can apply in our life. Chúng tôi nghiên cứu học hỏi trong những ngày qua và có một cái video clip mà tôi mời quý bạn xem, chúng ta quan sát, chúng ta xem để thấy từ một ấu trùng sanh ra con sâu bướm, rồi từ con sâu bướm biến chuyển trở nên con bướm, nó diễn ra như thế nào. And so we have been researching and there's a video that we want to share with you, starting from a cocoon to a caterpillar to a butterfly. Chúng ta nhìn về màn ảnh và chúng ta xem. Would you look with us towards the screen? Chúng ta thấy trứng nở ra thành con sâu bướm. And we see the egg that is being laid here in the caterpillar. Bây giờ sâu bướm đang tìm một cái chỗ để kết chặt dính liền vào để tiến trình của sự biến đổi, đổi hình bắt đầu. And the caterpillar is trying to find a place where he can hang and be there to start the transformation. Những cái điều cũ kỹ như là cái anten, cái râu bây giờ không cần thiết nữa, và chúng ta thấy bắt đầu rụng xuống và da bắt đầu lột lần cuối cùng. The old things that are no longer needed like the antenna, they're shriveling away.
Bây giờ trong cái kén và trở thành con nhộng. Và anh chị em, đây chính là hình ảnh một tội nhân trở nên thánh nhân, người bình thường trở nên người sống sự sống phi thường trong ơn Chúa. My brothers and sisters, this is the image of a sinner being transformed to a saint, someone that is natural transformed into someone that is supernatural living in God. Hay nói cách khác là một sự biến đổi mà bạn phải đi qua nếu bạn muốn trở nên người theo như Chúa Ngài đã định. Or we can say it another way, this is a transformation that we need to go through if we want to live the life that we were meant to live. Đáng buồn là có một số cơ đốc nhân ngừng hay là gián đoạn cái tiến trình biến đổi này. It's unfortunate that there are some Christians that stop at their transformation. Cho nên không thể biến hóa nên một tạo vật mới mà Đức Chúa Trời định cho họ trở nên. They're not able to step into a new creation that God wants to transform them into. Anh chị em, con bướm đã được định trước trong mỗi ấu trùng để nó có thể trở nên con bướm. My brother and sister, the butterfly was already determined at a will that it will become a butterfly even when it was a caterpillar. Chúa định để mọi cơ đốc nhân được tái sanh và trở nên những người thành công trong bước đường đi theo Chúa và sống một sự sống sung mãn ở trong ơn của Ngài. God has willed it that all Christians we are supposed to transform and live in the supernatural and prosper in our life. Và chúng ta thấy con sâu bướm bắt đầu là một ấu trùng, một cái trứng. And we see the butterfly starts as a caterpillar or an egg. Rồi nó nở ra thành một con sâu bướm. And then it starts to hatch out. Rồi tất cả những công việc của nó làm đó là hít thở và ăn liên tục, ăn luôn luôn. And all of its activity is just to breathe and to eat and receive nutrition always. Và cố gắng để di chuyển một cách chậm chạp. And it starts to move slowly. Dù nó cố gắng hết sức nhưng nó chỉ bò được một đoạn đường rất là ngắn và cả cái thời giờ hiện hữu của nó. And even as it tries to crawl and utilize all of its time. Và đặc biệt chúng ta thấy khi con sâu bướm thì chúng ta thấy hình thù của nó xấu xí, lông lá, mà người ta nhìn thấy gớm và muốn giẫm nát nó. And even as we see their body, it's ugly and it's just full of fur and it's people want to step on them. It's yuck. It's yucky. Có bao giờ chúng ta cảm thấy đời sống của mình xấu xí và thấy gớm như vậy không? And there are times where we look at our lives and we see that it's yucky like that. Có phải chúng ta cảm thấy như mình là một cái sự vật vã mà không đi đến đâu ở trong đời sống của mình? Do we consider that our life as though we're crawling and that we're going nowhere? Và tôi xin báo cho anh chị em một tin vui, đó là cảm giác đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta chính là con sâu bướm mà Chúa muốn được biến hóa để trở nên một con bướm đẹp. I want to share this with you to give you a great news that we are like that caterpillar that God wants us to give us a new life. Con vật mà không có sức để tự bảo vệ xấu xí đó, thật ra nó đã được định để trở nên một con vật mạnh mẽ, có đôi cánh đẹp của con bướm bướm. An animal that has no means to protect itself, it has been willed and determined to be a new creation that is able to fly and take provide for itself. Và đó cũng là thiên mệnh mà Chúa Ngài định cho mỗi một chúng ta. And that is also God's will that God has reserved, determined for each and every one of us. Con sâu bướm đáng lý là phải lột bỏ sự sống cũ để bắt đầu một sự sống mới. And the butterfly is supposed to leave the old life away and to start a new life. Và sau cái sự biến đổi này thì người ta không còn thấy gớm nữa. And after this transformation, people do no longer consider it ugly. Người ta không còn muốn đạp chết nó nữa. They no longer want to step on them, to kill them. Nhưng mà nó là một con bướm đẹp với đôi cánh mà có thể bay xa và không bị giới hạn như trước nữa. But it now is a beautiful butterfly that can fly and no longer be limited. Theo tài liệu The Planet thì người ta cho biết rằng bướm chúa hay là Monarch Butterfly. According to the Planet, it talks about the Monarch Butterfly. Mặc dù cánh của nó mỏng như giấy nhưng mà bướm chúa có thể bay đường bay rất xa và rất là dẻo dai. And though its wing as thin as paper, the Monarch Butterfly can fly a great distance.
Hàng năm chúng ta biết rằng có một cái sự di trú từ các tiểu bang phía Bắc Mỹ và nó bay về California và Mỹ Tây Cơ. We know that each year that there is a great migration that the butterfly goes through from North America to South Central and Mexico. Và người ta nghiên cứu và cho biết rằng cái đoạn đường bay của nó có thể lên đến 3.000 dặm. And they have researched that the distance can be over 3,000 kilometers. No, miles. 3,000 miles. Và trong cái lúc di trú như vậy một ngày nó có thể bay 80 dặm. And each of these great migration each day they can fly over 8 miles. 80 miles. Như vậy chúng ta thấy từ một cái con sâu bướm chỉ bò một cách chậm chạp ở trên lá và không đi đến đâu trong cái sự vất vả đó, trở thành một con bướm tung cánh và có thể bay một đoạn đường xa như vậy. And so we see that starting from a caterpillar where it can crawl and not go far even with on the leaf, it's greatly transformed now, it can fly a great distance. Đời sống ở trong Chúa của chúng ta, Chúa muốn chúng ta được đổi mới để chúng ta có thể có một sự sống biến hình, biến hóa, khác biệt một cách lớn lao như vậy, từ chỗ chúng ta vất vả với cuộc sống trong đời sống tâm linh cho đến chỗ chúng ta có thể lượn bay như là cánh bướm đã được hoàn thành. And in our same way, God wants our life to be transformed in that great manner where we have a new image, a new life, a new creation. Và buổi sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sử dụng cái sự biến hóa, biến hình này của con sâu bướm trở nên con bướm Chúa đó, để chúng ta xem xét sự biến hóa thuộc linh của một cơ đốc nhân từ một tội nhân trở nên thánh nhân trước mặt Chúa. And so from that symbolism of the transformation of a caterpillar into a butterfly, we want to share with you a message of what it means to be transformed from a sinner to a saint. Câu gốc của chúng ta, Corinto thứ nhì chương 5 câu 17, vậy nếu ai trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. In our verse which is in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold all things have become new. Anh chị em cơ đốc nhân chúng ta trải qua cái tiến trình biến hóa này. My brother and sister, as Christian we go through this journey of transformation. Như loài bướm chúng ta kinh nghiệm một cái tiến trình của sự biến hình từ ấu trùng sang con sâu, con bọ và sau đó trở nên một con bướm. And just as the butterfly, we go through the transformation of a cocoon into a caterpillar into a butterfly. Nếu chúng ta ở trong đấng Christ thì Ngài bao quanh chúng ta như một cái kén và Ngài biến đổi đời sống của chúng ta. Ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. And if we are in Christ, God surrounds us as like we are in that new cocoon so he can transform us into a new creation. Cái sự biến hóa này bắt đầu với một cái kế hoạch sẵn sinh ra một con người đẹp đẽ có thể bay được một đoạn đường xa và sẽ sử dụng gió của Chúa Thánh Linh để chúng ta di trú vào vương quốc của Đức Chúa Trời. And this creation, this transformation has been God's will and God's plan where he transforms us so that we can soar and fly in the wings of the Holy Spirit. Chúa muốn mỗi một chúng ta trở nên tạo vật mới, một người hoàn toàn mới. God wants each and every one of us to be a new creation, a new living thing. Mỗi người trong chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn nào đó của tiến trình biến đổi này. And all of us, we are living within a stage of that transformation. Có người trong chúng ta đang ở trong cái giai đoạn của ấu trùng. There are those that are in that very beginning stage of being in that cocoon. Có người trong chúng ta bắt đầu cái tiến trình đã trở thành con sâu. And there are those that we are on that journey, that transformation of being a caterpillar. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục để Chúa Ngài biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên con bướm bướm. But we need to allow God to continue to transform us so that we can be like that butterfly. Và Kinh Thánh nền tảng của chúng ta cho chúng ta thấy ba cái bước mà chúng ta cần phải có trong đời sống của chúng ta để có thể kinh nghiệm sự biến đổi hoàn toàn. And so our scripture, our Bible verses let us know that there are three stages or three truths that we need to progress through in order to see that transformation. Xin mở với tôi trong Corinto thứ nhì chương 5 từ câu 14 cho đến câu số 21. Would you turn with us to 2 Corinthians starting from verse 14 to verse 21? Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Chapter 5, verse 14. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one die for all, then all die. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. And he died for all, that those who live shall live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.
Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận với Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. And that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Now then, we are ambassadors of Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we may become the righteousness of God in him. Anh chị em, câu 14 và 15 cho chúng ta thấy rằng có một sự biến hóa khỏi cái sự ích kỷ của đời sống. My brother and sister, in verse 14 and 15, let us know that there is a transformation from being self-centered. Như chúng ta thấy, con sâu bướm không làm gì khác hơn là chỉ sống cho mình. Just as a caterpillar, we see that it does nothing else than tries to live for itself. Nó ăn liên tục và chỉ làm cho mình mập thôi. It just eats and eats and becomes fat. Và tự di chuyển ở trong cái chậm chạp của mình. And starts to move within its slowness. Có thể nói trong cái giai đoạn này, cái sự sống của nó là một sự sống ích kỷ. Perhaps in this life that we can say it is a lifestyle of being selfish. Những người nghiên cứu cho chúng ta biết rằng sâu bướm nó ăn suốt ngày. The researchers let us know that the caterpillar eats throughout the day. Nhưng mà bên trong con sâu đó tiềm ẩn một con bướm mong muốn bước vào trong thiên mệnh của nó. But inside the caterpillar there is a butterfly that wants to step into its destiny. Bên trong của con sâu bướm là một cái mong muốn trở nên một cái tác nhân để rắc phấn hoa cho cây, mang lại vẻ đẹp và sản sinh một con bướm đẹp sống một đời sống đáng lý phải sống. Within the caterpillar there is a butterfly that has the will and the desire to live out its destiny, which is to share and flourish the pollen and to be a source of beauty and inspiration for other creation. Và đó là điều mà Chúa Ngài cũng đặt để trong mỗi đời sống của chúng ta. And that is also the desire that God has placed in each and every one of us. Và Chúa Ngài biến đổi chúng ta khỏi cái sự sống ích kỷ của mình. And God wants to transform us from that lifestyle of being self-centered. Anh chị em, nhiều khi trong đời sống của chúng ta chỉ muốn ăn mà thôi. Brothers and sisters, there are times in our life where we just want to eat. Chỉ muốn đón nhận cho chính mình. We just want to receive for ourselves. Một cách ích kỷ, và chúng ta chỉ muốn rằng tất cả mọi người chỉ chú ý đến và cuộc sống nó vây quanh chúng ta và chỉ chúng ta mà thôi. In our selfish life, we want everyone to just take care of our needs and have their life reflect or look towards our life. Và chúng ta thấy rằng cái sự sống này cần phải được thay đổi. And we see that this lifestyle needs to be transformed. Nó có thể là một cái giai đoạn trong đời sống của chúng ta. And it could be just a stage within our life. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục vẫn ở trong cái tình trạng chỉ muốn thu vào và không có cho ra thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta sẽ chết. Chỉ là một con sâu mà thôi. But if we stay in that stage where we just want to receive and we do not give, we will perish and die like that caterpillar. Đức Chúa Trời có ý định mỗi đời sống của chúng ta trở nên người có thể san sẻ phước hạnh của Chúa như con bướm có thể đem phấn hoa từ cái hoa này đến hoa kia để chúng ta thấy rằng hoa có thể kết nụ để có thể sanh trái. God has willed and he has a great destiny for us that he wants to transform us so that we can be like that butterfly and serve and bring the pollen from flower to flower so that they can grow and prosper. Chúng muốn đời sống của chúng ta được biến đổi để chúng ta mang lấy vẻ đẹp mới mà Chúa Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. God wants our life to be transformed so that we can bring forth that new beauty that is in us. Để người ta nhìn chúng ta, người ta không thấy như là một con sâu xấu xí mà người ta muốn chà đạp nó. And so that when people look at our lives, they no longer see an ugly caterpillar that they want to step on. Nhưng mà người ta nhìn đời sống của chúng ta thì người ta phải trầm trồ và người ta khen đẹp và ngạc nhiên vì bàn tay của đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta. But they have to look at our life and see that our life is beautiful and then see the image of the hand of the creation of our God. Như vậy chúng ta thấy cái điều đầu tiên tại đây để con sâu có thể trở nên con bướm là nó phải được biến đổi cái lối sống ích kỷ của nó trở nên bắt đầu chuẩn bị để sống cho
những người xung quanh, sống cho hoàn cảnh xung quanh của mình. And so we see here that the first stage of transformation is the progression from being a caterpillar who just lives a self-centered life and being transformed into someone that wants to live and wants to serve and help others. Anh chị em, khi chúng ta mới tin Chúa thì chúng ta có một cái khao khát muốn học hỏi lời của Chúa. My brother and sister, when we become a Christian, we have a desire to study the Word of God. Và chúng ta như con sâu này, chúng ta suốt ngày cứ ăn. And we're that caterpillar, we just eat all day. Nhưng anh chị em, đó là cái giai đoạn của ấu trĩ, giai đoạn của ấu trùng. Chúng ta không thể nào tiếp tục ở trong tình trạng đó. But brother and sister, that is the stage of being an infant, and we cannot stay within that stage. Nếu cuộc đời theo Chúa chúng ta mà 20 năm sau chúng ta vẫn còn ngồi, chúng ta nói rằng tôi chỉ muốn nhận thôi mục sư, tôi không muốn làm cái gì khác hết. If in our life with God over 20 years, just want to say, oh pastor, I just want to receive from God. Thì đó là một điều mà chúng ta thấy rằng nó mâu thuẫn với ý định của Đức Chúa Trời. And that is something that goes against the will of God. Chúng ta phải ăn nuốt lời của Chúa để chuẩn bị cho cái sự phát triển và biến đổi của mình. We need to eat the word of God to start on that journey, the progression of transformation. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với anh chị em trong thời giờ này là tiềm năng ở bên trong bạn là gì? And the question that I want to pose you, brother and sister, what is the source of what is the life that is in you? Potential. What is the potential that is in you? Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu khi ngài nhìn một người dân chài tên là Simon. Và người nhìn thấy cái tiềm năng của con người này có thể trở nên một sứ đồ vĩ đại của Chúa. We see that Jesus Christ looks towards a fisherman, which is Simon. He saw the great potential that was in him. Một sứ đồ khác, Chúa nhìn thấy là một người được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao. Ngài nhìn thấy con người này ở trong một người làm việc ở tại sở thâu thuế. And another disciple, Jesus saw a great potential in him while he was just working as a tax collector. Một con người khác là một con người rất là ác ở trong cái giai đoạn đầu. Ông đi và ông bắt bớ tàn hại hội thánh của Chúa, và Chúa thấy trong con người này có thể trở nên một cái vị sứ đồ để đem tin lành của Chúa đến cho những người dân ngoài. And another person that was doing evil things and persecuting and attacking the church, God saw a great potential for that individual to become apostle of God. Con người đó đã được Chúa ngài sức dầu, và bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh ghi lại những lời này mà chúng ta đang đọc tại đây. And that person was anointed by God and are recording the words that we are reading right now. Đó là sứ đồ Phaolô. And that is the apostle Paul. Ông nói rằng trước đây ông lấy xác thịt, lấy cái sự hiểu biết của con người để ông đón nhận Đức Chúa Giêsu Christ. And he said that before he took the things of the flesh, the wisdom of man, to judge the things of God. Ông nhìn Đức Chúa Giêsu Christ trong cái nhìn của trần gian, của xác thịt. He looked towards Jesus Christ through the lens of this world or of the flesh. Và ông đã bắt bớ Chúa và đạo của ngài, lý do là bởi vì làm ngược lại với lại tôn giáo niềm tin của ông. And he persecuted Jesus and his gospel because it was going against his religion. Tất cả đều chỉ muốn là kết quả cho ông, cho chính ông mà thôi. And he just wanted to benefit himself. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa ngài tìm thấy, ngài nhìn thấy tiềm năng ở trong con người này, và Chúa ngài đã gặp gỡ ông trên con đường ông đang đi để bắt bớ hội thánh của Chúa. But we praise God that God is able to see his potential and God met him on his journey as he was about to prosecute the church. Và cuối cùng Chúa ngài đã giúp đỡ cho ông để ông có thể khai phóng được tiềm năng đó và trở nên một trong những sứ đồ vĩ đại của Chúa. And in the end, God was able to empower him and release his potential to become a great apostle. Đức Chúa Giêsu thấy tiềm năng ở trong anh chị em. Anh chị em có biết tiềm năng mà Chúa đặt ở trong chị em là gì không? And God sees the potential that he has placed in us, but do you know your potential? Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu ngài thấy một người trẻ lớn lên ở tại một cái thị xã rất là nhỏ. We praise God that Jesus saw a young person that grew up in a very poor town. Và một cái nơi tỉnh xa lẻ, và ngài đã chọn và biến đổi để có thể sống cho ngài. And in a very far region that he has chosen and selected to be able to live for him. Và đã giúp thay đổi nhiều cuộc đời. And has used him to transform many lives. Đã dạy dỗ và huấn luyện trang bị nhiều người trở nên những khí cụ hữu dụng cho Chúa. To train and to prepare and to equip many people to be useful for the kingdom of God. Và tôi tạ ơn Chúa vì Chúa ngài nhìn thấy điều đó và ngài đã đặt để ở trong tôi cái sự biến đổi này. And I praise God that God is able to see this and place within me a transformation. Để ngày hôm nay có thể được Chúa ngài sử dụng ở trong mức độ mà chúng tôi đang kinh nghiệm. And that today we are able to be used in the capacity that God desires us to be used. Anh chị em, mỗi người trong chúng ta đều có tiềm năng mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta. And brothers and sisters, in each and every one of us, there's a great potential that God can use. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cần để Chúa ngài làm là biến đổi chúng ta ra
khỏi cái sự sống ích kỷ của mình. And so the first thing that we need to do is allow God to transform us from that lifestyle of being selfish. Nếu chúng ta thấy mình suốt ngày cũng chỉ ăn, mình chỉ muốn thu nhận cho chính mình mà thôi, thì chúng ta cần phải được biến đổi. If we see that in our life we just want to eat or to receive things, and we recognize that we need to be transformed. Nếu đời sống của chúng ta là tất cả những cái nỗ lực của chúng ta để vật vã, giống như là con sâu chỉ bò trên những cái lá để mà ăn lá thôi đó. If we see that all of our day, all of our forces are used to just crawl and to eat, like that caterpillar on that leaf. Thì chúng ta phải thấy rằng mình cần phải có cái sự thay đổi. Then we see, then we recognize that we need a transformation. Chúa muốn chúng ta sống một cuộc sống vượt xa những gì chúng ta thấy ngay trước mắt chúng ta. God wants us to live on a whole new level and see things surpasses what we currently see now. Đức Chúa Trời luôn luôn định cho con người chúng ta ngay từ buổi sáng thế. God has always willed it since the beginning of creation. Đó là Ngài muốn mỗi cuộc đời của chúng ta được kết quả và chúng ta nhân bội lên. And that God wants all of us to be fruitful and to multiply. Chúa muốn chúng ta kết quả và nhân bội lên. God wants us to be fruitful and to multiply. Chúa muốn chúng ta trở nên người hữu dụng cho Chúa và cho xã hội. God wants us to be useful for His kingdom and for society. Để đem phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta và chúng ta san sẻ ra cho khắp nơi. And to bring the blessing that He has given us and to share it to many people. Cái sự sống đó mới đem lại chúng ta một sự sống đầy ý nghĩa. And only this life will bring us a life full of meaning. Anh chị em, cái người mà sống ích kỷ chỉ biết có chính mình đó, chúng ta thấy đời sống của người đó khổ và nghèo lắm. Brother and sister, the life that is self-centered, their life we will see that it's suffering. They're very poor. Họ nghèo đến độ có mà không thể cho ra được. And they are so poor that they have, but they cannot share. Và có những người họ nghèo đến cái độ là họ có rất là nhiều tiền của, nhưng mà sự sống của họ tệ hơn một người ăn mày. And they are so poor that they may have a lot of material things, but their lifestyle is worse than someone who is homeless. Ăn cũng không dám ăn. They do not even dare to eat. Tối ngày cứ ráng ăn mấy cái đồ cũ của ngày hôm qua và đồ của tuần trước và ăn một cách rất là tiện tặng. And they want to just eat the leftovers of yesterday or last week. They just want to eat what has been left over. Chúng tôi biết trước đây có một người ở quê của chúng tôi, bà rất là giàu. We know of a lady in our village. She was very rich. Nhưng mà đến khi bà chết, người ta mới biết bà giàu. But only when she died did they know that she was rich. Bởi vì bà đi bà lượm những cái cùi bắp để đem về phơi để bà chụm để nấu nướng. Because she would go and try to get these potatoes and so that she can cook them in the corn. Yeah. Và bà đem về bà phơi khô ở trước sân nhà của bà. She would bring it to her house and she would dry them up in her yard. Bà cả cái xóm đó người ta biết rằng bà ăn uống rất là cực khổ. And the whole village they knew that she ate very poorly. Và nhiều khi bà ra chợ đó, bà lượm những cái lá cải mà người ta đã cắt bỏ, người ta ném xuống đất đó, bà lượm, bà đem về bà ăn. And there are times where she would go to the marketplace and she would pick up the vegetables or the plants that are left over. Không có con cháu. She had no children. Nhưng mà bà vẫn sống một cách cực khổ như vậy. But she lived and she continued to suffer. Rồi một ngày kia bà qua đời. And then one day she passed away. Mà láng giềng cũng không có biết sớm. And the neighbors they did not even knew right away. Khi người ta thấy bà không có đi ra và lượm cùi bắp cũng như là phơi những cái cùi bắp đó thì người ta biết rằng có cái gì đó trục trặc. Cho người ta đẩy cửa người ta bước vào. And when they recognized that she no longer went to go pick up those corn, then she knew that they knew that something was wrong. Người ta thấy rằng bà có một cái túi, một cái pouch bà đeo ở bên hông của mình và trong đó có rất là nhiều vàng ở trong đó. And they saw that she had this pouch around her, within that pouch there were a lot of gold. Và rất là nhiều tiền mặt ở trong cái túi đó, cái ruột ngựa đó. And a lot of cash within that pouch. Rồi nghe tiền tới trong nhà của bà thì thấy rằng bà cũng có của cải rất là nhiều. And even they look towards her house, she has a lot of goods. Như vậy cái sự sống đó nghèo hay giàu của mình chứ? So my brothers and sisters, that lifestyle, is it poor or rich? Có tiền, có vàng nhưng mà không có để sống được thì chúng ta thấy rằng đó là một cái sự nghèo khổ. And you can have money, you can have gold, but you can still live in poverty. Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta bắt đầu sống với một cái sự sống ban cho, một sự sống vượt xa cái sự ích kỷ của mình. God wants us to live in a prosperous life, a life where He provides for us. Đó là tấm lòng mới mà Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. And that is a new heart that He wants to give to us. Điều thứ nhì, chúng ta thấy rằng cái tiến trình của cái sự biến hình này đó, nó gắn liền vào sự chịu trải qua cái tiến trình biến hóa. And the second stage in our progression is we see that there is a process of being attached and wanting or allowing the transformation. Câu 16, 17 chép, bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa.
Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. In verse 16, therefore from now on we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things are made new. Cái giai đoạn kế tiếp của cái tiến trình biến hình này đó thì con sâu bướm bắt đầu gắn liền vào một cái cành cây vững chắc. And so we see here in this progression of transformation, the caterpillar starts to attach itself to a branch or a leaf. Rồi nó nhả tơ tạo nên một cái kén và dính liền vào ở trong cái cành cây đó. And it spins out a cocoon and it hangs on that branch. Và cái da của nó bên ngoài được lột đi, nó thoát lốt và trở nên một cái kén. And the outside skin, it shreds the skins and leaves the skin behind. Nếu chúng ta nghiên cứu cũng như những hình ảnh chúng ta xem thấy, chúng ta thấy rằng có ba điều cần có để tiến trình biến hóa này được hình thành. And if we research or we observe the video that we have just saw, there are three stages that we need to witness in this progression. Thứ nhất là phải dính liền vào một cái nhành chắc chắn để sự biến hình được bắt đầu. And firstly, we need to attach ourselves to be able a safe place where that metamorphosis can begin. Bởi vì ở trong cái tiến trình nó được nhồi nặng ở trong cái kén của nó để nó thoát ra được đó, thì phải có một cái nơi vững chắc để nó có thể giúp đỡ cho nó ở trong cái tiến trình thoát lốt của nó. Because in order for it to push away the old skin or to be released into a new potential, there needs to be a safe place, a harbor where they can start the progression. Anh chị em, để chúng ta có thể, đời sống của chúng ta có thể được biến hình, được biến hóa, trở nên một người mới, thì đời sống của chúng ta cần dính liền với một nơi an toàn, thích hợp, tạo điều kiện để sự biến hóa này có thể xảy ra. In order for us to experience metamorphosis or transformation, we need to find a place, a safe place where we can harbor and we can start to grow. Anh chị em, các bạn đang dính liền vào đâu? My brother and sister, where are you attached to? Cái điều đó có an toàn, có vững chắc cho chúng ta không? Is that place safe for you? That place firm or established? Nhiều người trong chúng ta dính liền cuộc đời của chúng ta vào bạn bè của mình. There are of us that we attach ourselves, our lives to our friends. Mà cái khổ là những người trẻ đó là dính liền với bạn bè cùng lứa tuổi mình. And unfortunately, there are young people that attach themselves to young people their age. Họ không biết cách để mà sống, huống chi là hướng dẫn cho chúng ta hay là cố vấn cho chúng ta để chúng ta sống. And their friends don't know how to live. How can they encourage or support us or help us to live? Cho nên các bạn cần phải đặt cái dính liền cuộc đời của mình vào cái gì đó vững chắc hơn, kinh nghiệm hơn. Đó là chính Đức Chúa Jesus Christ. And so young people, you need to attach your life to God, something that's firm, something that is experienced. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Anyone that is in Christ, he is a new creation. Anh chị em, chúng ta phải dính liền với Chúa và chúng ta phải ở trong Chúa một cách. And so my brother and sister, we need to be attached to Jesus Christ. We need to be alive in him. Chúng ta có dính liền với hội thánh là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. And are we attached to the church, which is the body of Christ? Điều mà chúng ta dính liền hay là nối chặt cuộc đời của chúng ta phải là nơi an toàn, có điều kiện để giúp cho chúng ta trong sự biến hóa. And the place that we are attached ourselves in our life, it needs to be safe and has the requirements where we can grow. Anh chị em, trong sự hầu việc Chúa trong 30 năm qua, tôi nhìn và thấy có nhiều cuộc đời tôi thấy tiếc cho họ vô cùng. My brother and sister, in the ministry over 30 years, there are many lives that I look and I felt sorry for people. Họ cứ tiếp tục bò như con sâu. They continue to crawl like that caterpillar. Phát triển một giai đoạn. They grow for a season. Rồi họ gián đoạn cái tiến trình của sự biến đổi này. And then they stop or they hinder that progression. Bởi vì họ kết chặt cuộc đời của họ vào trong những nhóm người cũng như là những cái nơi chốn mà không đáng để họ đặt cuộc đời của họ, niềm tin cho họ. Because they attach their life to groups of people or establishment that are not beneficial to them. Lời của Chúa dạy chúng ta anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. The word of God teaches us, brother and sister, do not be swayed. Bad company corrupts good character. Anh chị em, con sâu đó nó khôn ngoan tìm một cái nhánh cây thật là vững để nó bắt đầu nó nhả tơ và nó nối liền tại đó, vì cái tiến trình nhồi nặng để nó có thể thoát lốt ra được đó là một tiến trình cần phải có nhiều cái sự yểm trợ. My brother and sister, that caterpillar has to find that firmer established branch so that it can spin out the cocoon and start to grow that progression, that metamorphism. Đây là điều chúng ta cần nhớ đến trong đời sống của chúng ta luôn. This is something that we need to remember in our life.
Chúng tôi không mời anh chị em nín chặt đời sống chị em vào đời sống cá nhân của chúng tôi. We are not inviting you, brother and sister, and our friends to attach your life to us. Nhưng mà tôi mời và giới thiệu anh chị em dính chặt cuộc đời của mình vào chính Đức Chúa Giêsu Christ. But we are inviting you to attach your life to Jesus Christ. Bởi chỉ có Ngài mới là đấng vững chắc và không hề thay đổi. Because only Him, He is firm and established, and He does not change. Anh chị em, tất cả con người dù họ là những người đạo cao đức trọng đến cỡ nào, cuộc đời của họ cũng có hơi thở trong lỗ mũi rồi một ngày nó sẽ nín thở. And all of us, no matter how saintly we are, all of our lives we have our breath and one day we'll pass away. Con người còn có nhiều bất toàn. We have a lot of shortcomings. Như chúng ta thấy rằng có từng cái giai đoạn ở trong việc chúng ta được biến đổi này. And just as we have seen in many stages of our transformation in our life. Thành ra đừng dính liền cuộc đời của mình và trông cậy hoàn toàn vào con người. And so do not attach your life or rely totally on people. Nhưng hãy đặt lòng tin của mình và dính liền vào chính Đức Chúa Giêsu Christ. But put your faith and attach yourself in Jesus Christ. Có người đang tăng trưởng ở trong Chúa. There are people that are maturing and growing in God. Rồi bắt đầu có người yêu. And then they have a lover in their life. Và bắt đầu dính cái cuộc đời của mình vào trong người yêu đó và buông tay Chúa. And then they start to attach their life to that lover and they let go of God. Rồi một ngày đó thì là giống như cây liễu mà liễu ơ đó. And then one day there will be like that. A willow. A willow and just a willow to the side. Liễu ơ là lỡ yêu đó, lỡ yêu rồi cho nên bây giờ nó ủ dột, nó quẹo sang một bên bởi vì không thể nào có thể nương cậy vào loài người được anh chị em. Yes. Và trong cái đời sống của chúng ta thấy rằng chúng ta đã từng dính liền đời sống của chúng ta vào trong những thứ của trần gian này và chúng ta thấy nó làm cho chúng ta thất bại. And as well, and there are times where we can attach our lives to the things of this world and we start to see failures in our life. Anh chị em, chúng ta phải khôn ngoan và tìm một nhánh thật là vững chắc để chúng ta dính liền cuộc đời của mình. Brothers and sisters, we need to be wise and find a branch that is firm and established so that we can be attached to it. Cái việc thứ nhì mà chúng ta quan sát và chúng ta thấy ở trong cái đoạn video đó là cái giai đoạn nhả tơ ra từ miệng của con sâu để gắn chặt thân hình của nó vào ở trong cái nhành cây. And secondly, as we have seen in the video, is that the caterpillar starts to sew out silks from its mouth to attach itself to the branch. Cái việc rất là quan trọng là chúng ta phải nhả tơ ở trong đời sống của chúng ta. It's very important that we let the silk go from our mouth. Trong Ngôn chương 15 câu 21 lời của Chúa nói rằng sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. And the word of God lets us know within Proverbs that the tongue has the power of life and death, and those who live it will eat its fruits. Chúng ta cần phải quan sát những gì thoát ra từ miệng của chúng ta. We need to observe those things that come from our mouth. Chúng ta đang nhả ra những cái sợi tơ ống ánh hay là chúng ta đang nói những điều mà chúng ta thấy rằng từ miệng chúng ta đem đến sự chết. Are we the silks that we're sowing from our mouth? Are we sowing life or death? Để chúng ta có thể dính liền với Chúa, với hội thánh của Ngài, để chúng ta có một cái nền tảng và môi trường tốt đẹp giúp cho tạo điều kiện cho chúng ta biến hóa. Chúng ta phải có những cái lời tốt đẹp. In order for us to be attached to God or to the church, we need to have words that bring forth life. Đời sống thuộc linh của chúng ta bắt đầu bằng cái việc chúng ta cái lời xưng nhận bằng môi miệng của chúng ta. And our spiritual life it starts from the declaration, the word that we speak. Roma chương 10 câu 9 chép: Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. And in Romans chapter 10 verse 9 we know the word of God confirms to us that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead we will be saved. Cái sợi tơ đầu tiên mà chúng ta nhả ra để dính liền vào ở trong cái nơi vững chắc này là miệng chúng ta xưng Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của đời sống chúng ta. The first silk that we need to release from our mouth to be attached to that firm branch is that we need to declare that Jesus Christ is our Lord. Chúng ta cần phải công bố và nhận Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa và là chủ của đời sống của mình. We need to declare and receive that Jesus Christ is our Lord and Savior. Và cái sợi tơ thứ nhì mà tôi khuyên anh chị em làm đó là chúng ta công bố và xác nhận Hội thánh nơi chúng ta đang sinh hoạt là gia đình của chúng ta và chúng ta dính liền cuộc đời của mình để được trang bị. And the second silk that we need to sow, I want to encourage you, brothers and sisters, the church where we need to declare that is a safe place that we can grow and prosper. Hãy để Đức Chúa Trời trồng chúng ta trong nhà của Ngài. Allow God to plant us in His house. Có nhiều người muốn làm cây bứng gốc di chuyển.
There are people that want to be these plants that can maneuver, can move. Nó chạy đầu này đầu kia và đời sống của họ, chúng ta thấy cây mà chúng ta cứ nhổ lên, chúng ta dời hoài đó, thì chúng ta thấy rằng cái rễ của nó sẽ bị động và nó chết. And there are these plants or these trees that move from place to places, and these plants that move, we know that they do not have deep roots. Cho nên khi chúng ta tìm được một cái nơi phước hạnh và chúng ta tin rằng Chúa ngài dẫn dắt chúng ta đến, kết nạp vào trong hội thánh đó và công bố rằng đây là gia đình của tôi. And so when we are able to find a place where that is prosperous, go there and be there and declare, oh, this is my house. Đây là nơi mà tôi để Chúa ngài trồng tôi trong nhà của ngài. And this is the place where I allow God to plant myself in his church and his family. Anh chị em chúng ta cần phải có cái sự dính liền đó. My brother and sister, we need that attachment. Chúng ta sẽ ăn nói theo môi trường mà chúng ta dính liền cuộc đời của mình. We need to speak, and by the words that we speak will enable us to be in that circumstance. Nếu chúng ta dính liền với một hội thánh khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên những người năng động trong ơn của Chúa. If we are attached to a church that encourages and empowers us, we will be fruitful for the kingdom. Nếu chúng ta muốn đời sống của mình trở nên năng động và kết quả, chúng ta phải sinh hoạt và dính liền với một hội thánh năng động và kết quả. If we want to be fruitful, we want to be effective, then we need to be attached to a church that is fruitful and effective. Việc rất là quan trọng mà chúng ta đã học đó là cái sức mạnh của cái việc liên hiệp của chúng ta với một cái ai đó, một cái môi trường nào đó mà chúng ta dính liền cuộc đời. One of the important things that we have learned is that there is a power in the law of association. Anh chị em, khi chúng ta dính liền với một cuộc đời, một chức vụ đầy ơn của Chúa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được kết quả giống như là người ảnh hưởng trên đời sống của mình. Brother and sister, when we are connected to an individual or association, the power will also have influence, and we will see the same effect in our life. Nếu chúng ta muốn đời sống của chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta phải tìm sinh hoạt trong một hội thánh đầy ơn của Chúa. And if our life wants to be blessed, we need to find a church that the church is being blessed by God. Chúng ta sẽ nhả tơ từ miệng của mình trong cái lời công bố và xưng nhận, để rồi chúng ta được dính liền và chuẩn bị cho cái giai đoạn kế tiếp của sự biến đổi của chúng ta. And from the very words that we declare, the silks that we sow, it attaches us to our progression and transformation. Và cái giai đoạn thứ ba trong cái tiến trình biến đổi này, từ con sâu sang con bướm, đó là phải tiếp tục ở trong cái kén cho đến khi sự biến hóa hoàn tất. And this progression from the caterpillar to the butterfly, it needs to stay within that cocoon until the metamorphism occurs. Chúng ta biết rằng những nhà sinh vật học cho chúng ta biết con sâu đó bắt đầu nó biến dạng, nó ở trong một cái kén, và bên trong của nó trở thành một con nhộng. Mà chúng ta biết rằng có một cái sự biến đổi rất là lớn xảy ra bên trong của nó. The researchers let us know that caterpillar, when it's in the cocoon, there is a great transformation that starts to occur when it's on the inside. Người ta cho chúng ta biết rằng cái giai đoạn đó thì tất cả những cái gì bên trong nội tạng của con sâu đó, nó bây giờ nó tan biến ra trở thành một cái chất lỏng. And the researchers let us know that all the internal organs within that a caterpillar, it starts to be transformed, it becomes different. Like liquid. Và sau đó thì nó lại kết hình lại làm nội tạng của một con bướm. And then it starts to transform, and the body gets to form like a butterfly. Tôi không biết mấy anh chị em như thế nào, nhưng mà ở quê của tôi ngày xưa, người ta nuôi tầm để nó nhả tơ đó, thì quê của tôi người ta ăn cái con nhộng hay là cái con ấu trùng này rất là nhiều. I don't know about you, brother and sister, but within my village, we allow these cocoons to harvest the silk. Và ở trong bên trong cái con nhộng thì chúng ta biết rằng nó không có cái gì gọi là đặt ở trong đó, mà nó như là một cái chất lỏng ở trong đó. And within that cocoon is in the inside, it's very void, it's very liquid. The chrysalis. The chrysalis. Chúng ta thấy con nhộng ở bên trong cái giai đoạn đó là tất cả nội tạng của nó đều biến hóa và nó trở nên như một chất lỏng mà thôi. And within that chrysalis, it is being transformed. It's liquid inside. It's being ready for transformation. Song song với đời sống tâm linh của chúng ta, bên trong con người chúng ta, thì tấm lòng của chúng ta, tâm linh của chúng ta được biến hóa và cái tiến trình đó được diễn ra. And in the same way, in our Christian life, we are starting that progress of transformation. That progress of being a new creation. Đức Chúa Trời ngài biến hóa chúng ta từ bản chất cũ sang bản chất mới của Đấng Christ. God is transforming us from our old nature to the nature of Jesus Christ. Cái phần tâm linh là cốt lõi trong chúng ta, rồi linh hồn chúng ta và tấm lòng của chúng ta
tan chảy và biến hóa trở nên theo ảnh tượng và tầm vóc của cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. And our soul and our mind and our spirit it gets liquefied and it transforms like Christ. Một cái điều rất là quan trọng là cái trong cái tiến trình này không ai có thể giúp được mà phải đủ cái thời gian và phải tiếp tục ở trong cái kén này. And it's very important that in this progression, this transformation, no one can help us, but we need to stay within our cocoon until that transformation is complete. Có người tò mò và thấy rằng cái con sâu bướm đang chui ra để có thể trở thành con bướm đó. Họ thấy nó vất vả, tội nghiệp quá, họ lấy kéo, họ cắt cái vỏ bên ngoài để giúp nó. There are people that are curious, and as they see the cocoon trying to push out of its cocoon, and they say, "Oh, they want to help them." They take a scissor and they cut through the cocoon. Và cái kết quả đó là nó rớt xuống một cái bẹp và nó chết, là bởi vì nó phải có cái tiến trình nhồi nặng ở bên trong đó. And the result is that the caterpillar will fall down and die because there needs to be a progress of pushing out of the old skin to grow in its strength. Ở trong Chúa anh chị em, chúng ta phải để Chúa biến đổi chúng ta. In the same way in our life we need to allow God to transform us. Đừng bỏ chạy khi Chúa ngài muốn nhồi nắng chúng ta, ngài muốn biến chúng ta trở nên một con bướm đẹp đẽ. And do not run away when God wants to establish us or transform us to be that beautiful butterfly. Phải cam kết và sinh hoạt với những người mà chúng ta chịu trách nhiệm hỗ tương, họ khuyến khích chúng ta và họ cũng có lời để nhắc nhở chúng ta khi chúng ta thất bại hay là chúng ta buông xuôi đời sống thuộc linh của mình. Persevere and attach your life to people that will encourage your life to help you to grow in your transformation. Đây là điều rất là quan trọng. This is something that is very important. Phải để Chúa ngài nhồi nắng chúng ta. Allow God to grow us. Có thể chúng ta không có thích cái tiến trình này. We might not like this progression. Như khi nãy chúng ta thấy trong cái tiến trình này nó phải chui ra khỏi cái vỏ của nó. Just as we saw in the video, the caterpillar would have to squeeze out of its cocoon. Nó không có phải là một cái tiến trình dễ dãi bao giờ. It's not an easy progression. Never, it never is. Ở trong cái sự tăng trưởng và trở nên người được Chúa ngài đại dụng, nó cũng giống như vậy. In the progression of being mature and someone is useful for God, it is the same way. Nhưng mà đáng tiếc là khi được huấn luyện thì nhiều người đã bỏ chạy. But it's unfortunate that when people are trained, they run away. Họ bước vào trong một sinh hoạt, một cái hội thánh. They step within a fellowship or within a church. Và được những người lãnh đạo trong hội thánh hướng dẫn cho họ những việc phải làm. And the leaders, they direct them on the things that they need to do. Và thường là chúng ta bắt đầu từ việc nhỏ. And oftentimes we start from the little things. Rồi khi mà mình trung tín trong việc nhỏ sẽ được Chúa giao việc lớn hơn. And when we're faithful in the little things, God will give us greater things. Nhưng mà không, nhiều người nói rằng tôi là lãnh đạo mà vô đây hút bụi nhà thờ một xưa. But they say, no, I am a leader. I cannot just go and vacuum in the church. Tôi phải dạy kinh thánh, tôi phải đứng giảng kìa chứ. Còn vấn đề mà dạy kinh thánh cho trẻ em thì tôi đâu có làm được những chuyện đó. And I need to teach or preach from the pulpit, teaching children's ministry. That's not something that I will do. Tôi phải đặt tay cầu nguyện chữa bệnh kìa chứ. Còn rửa chén ở trong nhà bếp nó không phải là chuyện của tôi. And I have to lay hands and pray for the sick, not wash dishes within the kitchen. Em anh chị em có thể Chúa ngài đặt để chúng ta đi qua cái tiến trình đó để giúp cho chúng ta tạo nên cái sự đổi mới trong chúng ta. But perhaps God is allowing us to go through that journey of transformation to transform us from the inside out. Cái tiến trình mà tất cả nội tạng của chúng ta bây giờ nó trở nên chất lỏng, sẵn sàng để biến hóa vào một trạng thể mới. And that transformation where all of our internal organs they're liquefied so that we can be transformed. Ở trong cái đời sống tâm linh của chúng ta cũng giống như vậy, Chúa ngài muốn lấy đi hết tất cả những gì cũ ở trong chúng ta và ngài biến chúng ta để trở nên một con người mới trong Chúa. And in our spiritual life it is the same way. God wants to take away all the old things so that he can give us a new creation. Nếu bạn đang sống một cái sự sống mà không đúng như đáng lý bạn phải sống. If you're living in a life that is not the life that you're supposed to live. Thì cái lý do rất có thể là bạn ngưng và làm gián đoạn tiến trình của sự biến hóa. And the reason might be that you stop or you hinder the journey of progression of transformation. Bởi gắn chặt cuộc đời của mình vào những chỗ sai lầm. By attaching yourself to things that are wrong. Với những đối tượng sai lầm. Or models that are wrong. Có thể anh chị em trước đây là những người tin nơi quyền năng chữa lành của Chúa. Perhaps before you believe in the healing power of God. Nhưng mà bây giờ anh chị em không còn tin nữa.
But now you no longer believe. Bởi vì anh chị em đã thắp cuộc đời của mình vào trong những người dạy dỗ chúng ta là Chúa không còn làm phép lạ. Because you have attached yourself to people who teach that God no longer does miracles. Trước đây có thể chúng ta tin bởi vì chính chúng ta đã kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa trong cuộc đời của mình. Before you believe because you have experienced the transformation on a personal level. Từ những con người đầy những thói hư tật xấu. From people who are full of bad habits. Rồi chúng ta thấy cái sự biến đổi bắt đầu trong đời sống của chúng ta. And then we see the transformation that starts in our life. Nhưng rồi cái lý do nào đó nó làm cho chúng ta ngừng cái tiến trình này. But for whatever reason, we stopped that transformation. Năm nay, năm mới và những ngày này tôi kêu gọi anh chị em và tin vui đó là Chúa ngài muốn tiếp tục cái tiến trình này để chúng ta có thể tung cánh chúng ta bay. And this new year, we are calling you that God wants us to continue the transformation to soar and spread out our wings. Có thể trong những ngày qua anh chị em nhả những điều khác hơn là nhả tơ. And perhaps in the past day you sow these silks that are not silk. Và cũng có thể là anh chị em chung ra khỏi cái kén mà Chúa ngài đặt để chúng ta trong cái giai đoạn này để chúng ta được trang bị, chúng ta được đào tạo. Or you have left that series or that cocoon that God has want you to be in so that he can grow you. Tôi khuyên anh chị em là hãy đứng yên vào trong cái vị trí Chúa đặt để mình ở trong cái giai đoạn này để mình được trang bị. We want to encourage you to stay within that position that God has placed you so that he can grow and prosper you. Chúng ta phải dính liền với và nhã tơ với môi miệng của mình và liên tục ở trong Đấng Christ. We need to be attached and continue to sow those silks and be in Christ. Và điều thứ ba mà chúng ta có thể học được đó là mục đích của sự biến hóa này. Number three, and we can learn is the purpose. What is the purpose of this transformation? Chúa ngài biến hóa chúng ta để làm gì? Why does God transform us? Câu 18 cho đến câu số 21 cho chúng ta thấy mục đích đó. In verse 18 to verse 21, we see this purpose. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội cho loài người và đã phó đạo giảng hòa đó cho chúng tôi. And that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and have committed to us the word of reconciliation. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Now then we are ambassadors of Christ as God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf be reconciled to God. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. For he had made him who knew no sin to be sin for us, that we may become known the righteousness of God in him. Mục đích của sự biến hóa này là để chúng ta biến từ những con người sống ở trong sự ích kỷ. The purpose of this transformation is to transform us from the place of being self-centered. Suốt ngày chỉ biết ăn và chỉ biết nhận cho chính mình mà thôi. And each day we just want to eat and receive for ourselves. Để trở nên một người có thể ban cho. To become an individual that can give. Ở đây chúng ta thấy Sư đồ Phaolô nói đến cái hình ảnh là trở nên chức khâm sai của Đức Chúa Trời hay là trở nên đại sứ của Đức Chúa Giêsu Christ. Here we see Paul describing the transformation to becoming an ambassador of Christ. Chúng ta thấy một cái sự sống bắt đầu có một lý tưởng rất là lớn lao. We see here that the life has a great new purpose. Không còn sống cho chính mình nữa nhưng mà sống cho thế nhân và thấy được cả thế giới cần được hòa thuận trở lại với Đức Chúa Trời. No longer are we living for ourselves, but we live for humanity, wanting to reconcile it to God. Để cho người ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời và khi họ chết thì họ không ở trong quả ngục đời đời nhưng mà được ở với Chúa đời đời trong sự sống phước hạnh. So that people can experience their eternal life, that when they die, they do not live in hell, but live eternally in heaven. Vì tội lỗi con người chúng ta đã đặt mình vào chỗ thù nghịch lại với Đức Chúa Trời. Because of sin, we have placed ourselves in the position of someone that is against God. Và chúng ta ở trong cái chỗ chúng ta cần phải được làm hòa với Đức Chúa Trời. And we are in that place where we need to be reconciled with God. Cảm ơn Chúa khi chúng ta tin Chúa, khi Chúa ngài biến hóa chúng ta thì chúng ta trở nên những người đại sứ cho Chúa. And praise God that when we believe in God, He transforms. We become his ambassadors. Những gì chúng ta đã kinh nghiệm được ở trong đời sống, chúng ta thuật lại cho người khác và chúng ta giúp đỡ để họ cũng kinh nghiệm như chúng ta. And what we have experienced in our life, we share with other people. We help them to experience the same transformation. Tất cả những điều này vì một cái tin vui và một cái sự biến đổi mà Chúa mặc khải để sứ đồ Phaolô đã ghi lại cho chúng ta. And all of this is because of the great news of this great transformation that Paul
God has given Paul to record for us. Câu 21 chép Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Verse 21, he made him who knew no sin to be sin for us. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình với Đức Chúa Trời. That we might become the righteousness of God in him. Bối cảnh của đoạn kinh thánh này là chúng ta được trở nên tạo vật mới, được biến hóa để trở nên đại sứ cho Đức Chúa Giêsu. And so the background of this gospel is so us to be transformed into a new creation so that we can become ambassadors of Christ. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, when we come to Jesus Christ, và nhận cái phước hạnh mà Chúa Ngài làm cho chúng ta tại đây, and receive the blessing that God does for us here, đó là Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi như chúng ta. And that God has made him who knew no sin to be sin for us. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. He has become a sin on our behalf. Hầu cho chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. So that through him we might become the righteousness of God. Anh chị em, khi chúng ta phạm tội, my brother and sister, when we sin, thì chúng ta đứng ở trong cái vị trí của một tội nhân đã định cho sự phán xét đời đời. That we're in the position of a sinner that has reserved to be in hell. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ, đấng vô tội, đã được Đức Chúa Trời sai phái xuống thế gian này trở nên tội lỗi vì chúng ta. But Jesus Christ, who knew no sin, God sent him to be our sin. Không có một lời nói cũng như không tìm được một sự sai lầm nào trong lời nói của Đức Chúa Giêsu. There is no words, or you cannot find it when his words are not a sin. Người ta cũng không tìm thấy một hành động tội lỗi nào ở trong Đức Chúa Giêsu. They can find no sinful act in the life of Jesus Christ. Đến độ cái người chịu trách nhiệm trong vấn đề phán xét Chúa, thì ông phải rửa tay và ông nói rằng tôi công bố rằng tôi không chịu trách nhiệm với máu của người vô tội. And even the one that judged Jesus Christ, he has to wash away his hands. He does not want to reserve the blood of placing judgment on Jesus Christ. Nhưng mà cái kế hoạch của Đức Chúa Trời để loài người chúng ta là những tội nhân có thể bước vào trong vị trí trở nên người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêsu phải thay thế và quán đổi chỗ với chúng ta. But because of the plan of God that us who are sinners we can be transformed to be someone without sin, Jesus Christ had to take our place. Trong cái giây phút Đức Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta tại thập tự giá. And when the moments where Jesus Christ died on our behalf on the cross. Ngài là đấng vô tội. He was one without sin. Bước vào vị trí trở nên tội nhân vì chúng ta. Step into that position of being a sinner on our behalf. Để thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta. In order to apply the benefit of salvation for us. Cho bởi ơn cứu rỗi của Chúa. That by his grace. Thì chúng ta là những tội nhân. We are sinners. Chúng ta có thể bước qua cái vị trí trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. We can step into that position of being the righteousness of God. Và cái sự thay đổi này là sự thay đổi bắt đầu sự biến đổi đời sống của chúng ta. And this transformation is a transformation that starts that new life in us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì bên trong chúng ta bắt đầu được Chúa Ngài ban cho bản chất mới. And we praise God that on the inside God gives us a new creation. Ngài có một thiên mệnh Ngài định cho chúng ta để đời sống của chúng ta trở nên những con người khác biệt. He has a will, a godly will that starts in us. Từ những con sâu mà người ta nhìn người ta thấy gớm. From that caterpillar that people look and consider ugly. Trở nên một con bướm có thể tung cánh và đầy màu sắc. And starts to become that butterfly that is beautiful, can soar. Và khiến cho khi người ta nhìn đời sống của chúng ta thì có một cái sức hấp dẫn, có một sự thu hút. That when people look at our life, there is a drawing that they're curious about our life. Anh chị em, ít có ai là đến quan sát cái con sâu khi nó chưa biến thành bướm. Brother and sister, no one comes and observes that a caterpillar before it becomes a butterfly. Nhưng mà chúng ta biết rằng có rất là nhiều người trả tiền nhiều lắm để đi và xem những cánh bướm đẹp. But we know that there are people that pay money to see beautiful butterflies. Galveston của chúng ta có cái Moody Garden và chúng ta biết rằng có một cái tòa nhà rất là nhiều loại bướm. And even within Galveston, we know there's a Moody Garden that hosts a lot of butterflies. Người ta đi đến đó để xem những con bướm chứ người ta không đi tìm những con sâu xấu xí mà người ta đi xem. And they go there to see the butterflies. They do not seek out the caterpillars. Anh chị em, khi Chúa biến đổi đời sống của chúng ta thì đời sống chúng ta trở nên những cuộc đời có một cái sức thu hút những người xung quanh đến với Chúa Giêsu. Brother and sister, when God transforms our life, He enables our life to draw people. Bởi vì chúng ta mang ảnh tượng của Đấng đã cứu chúng ta. Because we are embodying or we are carrying the image of God. Chúng ta nói như Đức Chúa Giêsu Christ nói. We say or we speak like Christ speaks. Chúng ta yêu thương như Đức Chúa Giêsu yêu thương. We love like Christ loves. Chúng ta hành động như Đức Chúa Giêsu hành động. And our acts, the things that we do are like Christ. Và khi chúng ta tung cánh thì người ta nhìn và người ta thấy vẻ đẹp của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của chúng ta. When we soar our wings, people see the beauty of God. Và cái sự sống mới này ở trong Chúa của chúng ta cũng là một cái sự sống
hoàn toàn khác biệt với lối sống cũ. And this new life that we have in us through Christ, it is a different life from our old life. Chúng ta thử hình dung con sâu đang tiếp tục bò một cách chậm chạp. And we envision the caterpillar that's crawling and slowly. Và nếu nó thấy một cái tảng đá lớn chấn ở trước mặt nó. And if it sees a rock or a big stone in front of it. Thì một là nó quay đầu trở lại hoặc là nó tìm cách để đi vòng xung quanh cái bằng đá đó. And one, it will either go back the old way or will try to go around the rock. Nhưng khi nó được biến đổi và đổi mới. But when it is transformed. Khi nó được biến hình. When it has a new body. Thì nó có thể tung cánh và nó có thể bay qua cái ngăn trở đó và nó muốn bay đi đến đâu nó có thể bay được bởi vì sự tự do mới và sức mới mà nó nhận được. And it can release its wings and soar through that circumstance or that challenge because of its new power or capacity. Anh chị em có mặt tại đây, có thể anh chị em đang đối diện với một cái tảng đá lớn đang chấn trước bước đi của chúng ta. Brothers and sisters, you might be here and you're facing a great rock, a great challenge that is stopping you. Nghĩ đến cái việc mà mình bò để mà leo qua khỏi cái ngăn trở để chúng ta thấy rằng mệt mỏi và chúng ta không dám nghĩ đến việc đó. And thinking how we can crawl over that challenge, we lose strength because we do not know how we're able to do it. Chúng ta muốn đi xa nhưng mà chúng ta thấy rằng với cái sức chậm chạp của mình thì cả đời cũng chưa chắc gì có thể đi đến cái thiên mệnh, cái mục đích mà mình muốn có trong đời sống của mình. And we want to go far, but we consider it our strength, and even if it takes our whole life, we do not think that we can reach our godly destiny. Anh chị em, khi chúng ta được biến đổi từ con sâu bướm trở nên con bươm bướm, thì chúng ta nhận được một sức mới rất là đặc biệt. Brother and sister, when we receive that transformation from a caterpillar to a butterfly, we receive quyền năng của a new Chúa strength đến trên đời sống của chúng ta và tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta. And the strength of God that we can receive. Thì chúng ta thấy con vật chỉ chừng khoảng 2 inches. Nhưng mà nó có thể bay một ngày, nó bay 80 dặm. Và trong một vài tuần lễ, nó có thể đi 3,000 dặm đường. And that a creation that is only 2 inches that can fly over 80 miles within a day. Ở trong mỗi một chúng ta có một tiềm năng rất là lớn. Within all of us, we have that great potential. Chúa muốn chúng ta thoát lốt để chúng ta có thể đạt được và có thể triển khai phóng hết tất cả những tiềm năng đó. And God wants to seek us and to release that potential that is in us. Và tất cả nó bắt đầu từ chỗ chúng ta công bố và dính liền với Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là cứu Chúa của chúng ta. And starting from that moment where we attach ourselves and we declare that Jesus Christ is our Lord and Savior. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Therefore, anyone that is in Christ, he is a new creation. Mọi sự cũ qua đi. And all things are passed away. Ở đây cho chúng ta thấy một cái tiềm năng rất là lớn, mọi sự cũ qua đi. We see here a great potential that the old things must be left behind. Và nay mọi sự đều trở nên mới. And behold, all things are made new. Ôi anh chị em, nếu chúng ta muốn làm mới lại cuộc đời của chúng ta, muốn ta muốn làm lại cuộc đời, muốn lập một trang sử mới trong đời sống của chúng ta, hãy đến với Đức Giê-xu và để Ngài làm mới cuộc đời của chúng ta. Brothers and sisters, we want to have that new life, that new chapter in our life. Allow Jesus Christ to be the author. Không phải chỉ sự gắng sức của chúng ta, nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời. Not just by our own strength, but by the strength of God. Vì mọi sự này đến từ Đức Chúa Trời. For all these things come from God. Ngài yểm trợ, Ngài ban ơn cho chúng ta. He supports us and He gives us. Đường lối và nguyên tắc của Ngài, khi chúng ta làm đúng theo như vậy, thì tiến trình của sự biến đổi mới có thể hoàn tất trên chúng ta. And His will and His plan, when we do these things, then the new creation will come. Với điều này mà chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống mới trong ơn của Chúa. And because of these things, we can experience the new life that is in Him. Anh chị em, hãy tiến vào trong năm mới này những phước hạnh mà Chúa Ngài dành sẵn cho chúng ta. Brothers and sisters, step into this new year and the prosperity that God wants to give you. Sự sống mới mà Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. A new life that God wants to give you. Là kinh nghiệm mà Chúa Ngài muốn chúng ta trải qua. A new experience that God wants to give us. Để đổi chúng ta từ những con sâu bướm chỉ bò một cách chậm chạp trở nên những con bươm bướm có thể tung cánh bay và lợi ích cho môi trường của mình. And to transform us from that caterpillar that can just crawl slowly to become that butterfly that can soar and fly and be beneficial to other people. Để cuộc đời của chúng ta không còn là một cuộc đời người ta nhìn, người ta thấy gớm ghê, nhưng mà ta nhìn người ta sẽ trầm trồ vì vẻ đẹp mới mà Chúa Ngài làm cho đời sống chúng ta. That people look at our lives is no longer see it ugly, but they are mesmerized by our life and they see the beauty of our God. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong Đức Chúa Jesus Christ, sự biến đổi này đã dành cho chúng ta. We praise God that in Christ this transformation is reserved for us. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Therefore, anyone is in Christ, he is a new creation. Mọi sự cũ qua đi. And all things have passed away. Nhường chỗ cho sự đổi mới. Reserve space for the transformation. Chúng ta cảm ơn Chúa vì
vì phước hạnh này. We praise God for this blessing. Để cơ hội làm lại cuộc đời của mình. The opportunity to reestablish our life. Nếu anh chị em có mặt tại đây nhưng mà anh chị em chưa bao giờ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Brothers and sisters, if you're here and you have never been in Christ. Thì hôm nay ngày đầu năm hãy đến với Chúa, tin nhận Ngài để đời sống chúng ta bắt đầu sự thay đổi này. Today in this new year, come to Christ and start this new life. Quý vị, các bạn là những người đang theo dõi chương trình thờ phượng. Friends who are observing with us through the internet. Đang thờ phượng trực tiếp hoặc là sẽ xem chương trình thờ phượng này, nghe bài giảng này trong những ngày sau này. Who are worshiping with us live or will watch recording later. Đức Chúa Jesus Christ cũng muốn biến đổi đời sống của bạn. And Jesus Christ also wants to transform your life. Nếu chưa tin Chúa, hãy tin nhận Ngài ngay trong giây phút này. If you do not believe in Jesus Christ, make that decision to believe today at this moment. Nếu đã tin Chúa và đã bắt đầu sự biến đổi nhưng vì một lý do nào đó đã gián đoạn, hãy trở lại dính liền với Chúa và để Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. If you believe but for whatever reason you stop your transformation, then attach yourself to Jesus Christ again to finish your transformation. Hôm nay là ngày của sự thay đổi. Today is the day of transformation. Nếu quý vị có mặt ở tại đây và muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. And if you are here and you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we will help you. Bắt đầu bằng việc chúng ta nhả tơ bằng miệng của chúng ta khi chúng ta công bố Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của chúng ta và là chủ đời sống chúng ta. Starting from that moment where we release the soot from our mouth and we declare Jesus Christ as our Lord and Savior. Cứu Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái gì? What is this Savior? What is he saving me from? Cứu chúng ta ra khỏi những cái thất bại, những cái tội lỗi trong đời sống. And saving us from the failures and the sins in our life. Và chúng ta có thể nói với Ngài như vậy khi chúng ta xưng tội mình. And we can declare these things to him when we declare our sins before him. Và nhận Chúa làm Chúa của đời sống của chúng ta. And to receive him as Lord of our life. Đó là Ngài là cứu Chúa của chúng ta và Ngài bắt đầu từ giờ phút này làm chủ đời sống của chúng ta. And that he is our Savior and starting from this moment he is our Lord, he leads our life. Thì khi chúng ta tin ở trong lòng và miệng chúng ta xưng ra như vậy. When we believe in our hearts and our mouth we declare it. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là sự biến đổi bắt đầu. The Bible tells us that the transformation it starts. Chúng ta kinh nghiệm được sanh lại làm một con người mới. We experience that new life, that new creation. Sự sống đời đời bắt đầu đi vào trong cuộc đời của chúng ta. The eternal life it starts to step into our life. Những cái gì không hư mất bắt đầu sinh ra trong chúng ta. Those things that do not perish it starts to manifest within us. Và biến đời sống của chúng ta trở nên mới hoàn toàn. And transforms our life into a totally new life. Nhưng đó là điều mà quý vị các bạn muốn Chúa làm cho mình. If this is something friends that you want to do. Xin mạnh dạn rời hàng ghế mình tiến lên phía trước tại đây và chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị cầu nguyện tin nhận Chúa và mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Boldly leave your seat and go to the front and we will help you, we will support you. Đối với các anh chị em ở trong hội thánh. And for our friends and brothers and sisters within the church. Hãy cầu nguyện và làm mới lại cái lòng trung thành của chúng ta với Chúa và công bố xác nhận trong tấm lòng của mình về việc dính liền của mình đối với hội thánh của Chúa. And pray and declare the renewal of your faith and being attached to the church. Vì chúng tôi kinh nghiệm và thấy được sự dạy dỗ của Chúa trong lẽ thật này. As we have seen and witnessed the revelation and the wisdom of God in this truth. Nếu chúng ta còn có những cái sách tay hành lý mà chúng ta chưa mở ra. If we have luggages or baggages that we have not opened. Thì Đức Chúa Trời không bao giờ cho chúng ta khải tượng cho cái sự sống của chúng ta và sinh hoạt chúng ta ở tại nơi chốn đó. And God will not give us a vision or a purpose in the place that we're staying. Tôi nhớ năm 1987. I remember 1987. Tôi vẫn còn có những cái túi hành trang chưa mở. I still have luggages that I have not unpacked. Lúc đó tôi suy nghĩ như chức vụ của người mục sư trong nhiều giáo hội thì người ta làm việc ở những thành phố, ở những hội thánh ở trong những cái nhiệm kỳ 2 năm hoặc là 4 năm. And I observed and I saw how people did their ministry in their city or in their region, whether it was 2 years or 4 years. Cho nên mặc dù là người đã được Chúa Ngài sử dụng để thành lập hội thánh, tôi vẫn có những túi hành lý chưa mở. And so as though a servant of God who God has allowed to establish the church, I still had those luggages that I did not unpack. Và sẵn sàng để di chuyển theo như sự dẫn dắt của Chúa. And I was ready to move according to the leading of God. Lúc đó không có một khải tượng gì cho thành phố và cho công việc của Chúa chung. At that time I had no vision for the city or for the works of God. Nhưng mà một ngày kia ngoài cái sự việc là có ba cái địa điểm muốn mời chúng tôi di chuyển đến đó để làm mục sư của họ. But there was a moment where there was an invitation from three places that wanted me to become their pastor. Khi tôi hỏi Chúa là Chúa tương lai của con ở đâu? Then I asked God, God, where is my future?
ở tại New Orleans. Is it in New Orleans? Oklahoma City. Is it in Oklahoma City? Seattle. Is it in Seattle? Thì Chúa nghe trả lời là Houston. God told me Houston. Thì tôi nói, nhưng mà con đã đây một thời gian rồi. And I told God, God, I have been here for a period of time. Chúa nói với tôi rằng khi nào mà con mở hành lý ra và con công bố Houston là đất mà con sống để hầu việc ta, lúc bây giờ ta sẽ cho con khải tượng. And God told me that when I unpack my bag and allow Houston to be my city, that's when God will pour out His vision. Lúc đó chúng tôi còn sống ở trong apartment. At that time we were living in an apartment. Và chúng tôi vâng lời Chúa và chúng tôi quyết định là mua một căn nhà. And we obey God and we purchased the house. Và ngay cái giây phút chúng tôi có cái chủ quyền và công bố rằng Houston sẽ là nơi chúng tôi hầu việc Chúa cho đến khi Chúa mang chúng tôi đi nơi khác. So from the moment that we have the title, we declare that Houston is our city until God takes us to another place. Thì khải tượng bắt đầu được Chúa ngài ban cho. And the vision, God started to give us the vision. Chúng tôi bắt đầu được một cái đài truyền hình mời chúng tôi để bắt đầu giảng tin lành của Chúa qua truyền hình. We started to receive an invitation from a radio broadcast, a television to broadcast our sermon. Và những gì Chúa ngài ban cho thì bắt đầu được thể hiện ra một cách rõ rệt ở trong đời sống của chúng ta. And what God wanted to give started to manifest within our life. Và chúng tôi đã nói với hội thánh trong lúc bây giờ và các anh em đã bắt tay với nhau nói rằng tôi sẽ ở đây hầu vì Chúa suốt đời hoặc là cho đến khi Chúa ngài gọi và hướng dẫn tôi đi đến một nơi khác. And we told the church and we shook hands with a brother and sister there that we will serve here in our church throughout our life until God takes us to another place. Và lạ lùng thay Đức Chúa Trời đã ban phước và khiến cho VBC trở nên một hội thánh làm nguồn phước cho vô số người. And amazing, God has blessed our church here at VBC. We're a blessing to many other people. Anh chị em có thể nó bắt đầu từ chỗ chúng ta công bố bằng miệng của mình nhả tơ ra và chúng ta nói rằng VBC là gia đình của chúng ta. Starting from that moment where we sew out the silk and we declare that VBC is our family. Dính chặt cuộc đời của chúng ta và trong cái nhành chắc chắn là Đức Chúa Jesus Christ và thân thể của Ngài. We attach ourselves to that firm branch which is Jesus Christ, His body. Kiên nhẫn để Chúa huấn luyện đào tạo chúng ta để chúng ta có thể trở nên những con bướm có thể lượn bay và đem phước hạnh đến cho nhiều người. We endure and persevere, allow God to transform and to grow us, to transform us to that butterfly that can soar and fly. Nếu đó là quyết tâm của anh chị em ở trong năm mới này. If that is your decision for this new year, thì hãy cùng với chúng tôi đứng lên trong giờ phút này và chúng ta cầu nguyện và chúng ta nói với Chúa rằng lại Chúa, con đón nhận chương trình của Chúa. And starting from that moment, stand and declare with us, God, we want to receive your plan. Chúng con công bố rằng đây là nhà của chúng con. We declare that God, this is our house. Chương trình của Chúa dành cho đời sống chúng con là chương trình mà con bước vào. And the plan that you have reserved for our life, we want to step into that plan. Trong ơn của Ngài, con sẽ sống theo như sự dẫn dắt của Chúa. In your grace and your anointing, we will live according to your will. Xin biến đổi con để con trở nên một người mới hoàn toàn. And transform me that I will be a new creation totally. Và bởi gió của Chúa Thánh Linh, con sẽ tung cánh bay và con sẽ trở nên người hữu dụng. Mà Chúa ngài có thể dùng con làm nguồn phước cho nhiều người. And by the winds of the Holy Spirit, I will soar and be beneficial to many other people. Amen. 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 Cha dấu con cầu nguyện cho tất cả các anh chị em đã đứng lên với một lòng quyết định rằng họ sẽ nhận VBC là nơi chốn mà Chúa ngài trang bị huấn luyện. Để anh chị em chúng con có thể biến đổi và trở nên một cánh bướm được Chúa ngài sử dụng để đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người. Xin Chúa ngài ban ơn biến hóa chúng con để trở nên những đại sứ cho Chúa, để khiến cho thế nhân được làm hòa với Đức Chúa Trời, để đời sống của họ cũng được thay đổi, tương lai đời đời của họ cũng được định như chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban ơn Chúa giáo và nhìn thấy nhu cầu của đời sống của mỗi anh chị em chúng con, mỗi người ở trong những bước, những giai đoạn khác nhau. Chúng con cầu xin Chúa ngài ban ơn để trong năm mới này, tiến trình biến đổi này sẽ khiến anh chị em của chúng con nhanh chóng trưởng thành và trở nên những con người hữu dụng trong tay của Chúa. Chúng con cảm ơn ngài. Oh Lord, I pray for my brother and sister who stand today with the commitment and declaration that VBC is their home church. Lord, I ask that you will empower them. Lord, the process, wherever they on the process, Lord, I ask that you will perfect it. And Lord, mature them, equip them, Lord,
to become the ambassador for the kingdom of God, for the Lord Jesus Christ. They will spread the good news and bring many people to the place to be reconciled to God the Father. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, that you have a destiny for each and every one of us. May your power, may your anointing come upon our life, Lord, that we soon can spread our wing and, Lord, fly to a faraway place to touch life, to bring blessing, and, Lord, to cross Poland, that make things around us fruitful and multiply with many blessings from you. We thank you, Lord. We ask that you will come and touch our life. And Lord, we ask that you will give us the grace, the transformation, that we can walk through the doors of opportunity that you open right in front of us. Behold, there is double door of opportunity is wide open for each and every one of us in this year. And we have a strength, the power to walk through. We praise you. Dạ dấu ban ơn, biến đổi anh chị em chúng con, mỗi người Chúa dầu, để chúng con có thể nhanh chóng trưởng thành, được Chúa ngài sức dầu và ban ơn, để chúng con có thể tung cánh bay đến khắp miền. Chúng con được Chúa ngài sai phái chúng con, để chúng con sẽ đem phấn hoa trao đổi, chúng con giúp đỡ để mọi cảnh vật cũng như những con người chung quanh của chúng con được biến đổi, được kết quả một cách tốt đẹp, phước hạnh trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài, xin Chúa ngài ban phước, xin đổ quyền năng và sự sức dầu của ngài ở trên đời sống của mỗi người chúng con, hầu cho năm mới này chúng con có thể sẵn sàng để bước qua những cánh cửa cơ hội mà Chúa ngài mở ra, ngài bày ra trước mắt chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, hành động Chúa dầu. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con phó dâng mọi chúng con trong ơn của Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nếu muốn được cầu nguyện một cách đặc biệt ở trong thời giờ này, chúng tôi các mục sư sẽ nán lại đây để cầu nguyện Chúa quý vị. Ai muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống thì đây là cơ hội mà chúng ta có thể nhận được và sự cứu rỗi từ nơi Chúa, khi chúng tôi giúp đỡ cho anh chị em bày tỏ đức tin của mình và xin Chúa ngài ban phước. Hội thánh xin Chúa ngài ban ơn cho anh chị em, dẫn dắt anh chị em ở trong những ngày của năm mới này tràn đầy ơn của Chúa và phước hạnh, và khiến chúng ta trở nên nguồn phước cho nhiều người. Chúc bình an. Amen. Amen. Brothers and sisters, we just want to bless you and praise God for you. We will reserve time for those that want to receive prayer. Step forth and the pastors will pray for you. Now as well, if you want to receive salvation, make the decision for Jesus Christ to be your Lord and Savior today, we also ask that you would step up and the pastors will help you to lead you and guide you to make that decision.